Hello, hello, xin chào cả nhà. Hello, xin chào Vi Nguyễn, xin chào Bảo Bảo. Hello, từ bữa giãn cách tới giờ đây là coi như là buổi livestream đầu tiên nha. Hôm nay Trinh có một số vấn đề về công việc rất là nghiêm túc sẽ chia sẻ với mọi người trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi tới cái vấn đề nghiêm túc thì tụi mình tám chơi với nhau một xíu về cái thời gian giãn cách này. Không biết là mọi người có giống như Trinh không ha. Ngay cái tuần đầu, một tuần đầu, hai tuần đầu lúc mà giãn cách á thì Trinh có cảm giác là mình chưa có quen với cái việc là mình rảnh rỗi từ sáng cho đến tối không làm gì hết á. Tại vì bình thường thì cường độ làm việc của Trinh cũng rất là bận, quay chụp suốt à, nên là một tuần hai tuần đầu á thì mình cảm giác rất là kiểu là người mình rất là bứt rứt á, xong rồi cái mình kiếm đủ mọi trò, đủ mọi cái để mình làm trong nhà. Mọi người, nếu mọi người có xem TikTok hoặc là xem Instagram của Trinh á thì mọi người thấy là Trinh bày rất là nhiều trò chơi, rất là nhiều mini game, rất là nhiều trò chơi trong nhà, chứ lộn, mini game, rất là nhiều trò chơi trong nhà, chơi với mọi người trong nhà để giải trí, rồi xong rồi chụp hình sống ảo, rồi quay mấy cái clip đi tới đi lui, khoe mấy cái bộ thời trang, mấy cái clip fashion của Trinh á. Thì đó, thì được một tuần hai tuần đầu xong rồi chơi riết thì cũng đâu còn gì nữa đâu chơi đó, nên là tới tuần thứ ba cái bắt đầu là Trinh bị kiểu kiểu nói nôm na là kiểu bị ma lười nhập với mọi người. Xong tới tuần thứ ba là Trinh không có còn trò gì để chơi nữa, xong cái tự nhiên mình bị tụt mood, mình bị trống rỗng, mình bị kiểu như là mình không muốn làm cái gì luôn á. Sáng ngủ dậy làm ly cà phê sữa, xong rồi làm ly cà phê sữa xong lết là giường nằm tiếp, nằm xong tới trưa lết xuống dưới nhà ăn trưa xong lết lên lầu ngủ tiếp đó, ngủ trưa xong tới chiều, chiều đợi tới tối xuống ăn. Coi như là nguyên cái tuần đó là Trinh giống như là Trinh cảm thấy giống như là mình là bị kiểu người người thực vật á các bạn đó, kiểu vậy á, nó không muốn làm gì hết trơn á. Mà Trinh nghĩ là đây là một cái tình hình chung, Trinh nghĩ chắc rất nhiều bạn bị chứ không phải là một mình Trinh. Rồi á, sau đó, sau cái tuần thứ ba đó đến khoảng gần 10 ngày nay nè thì bà mới bắt đầu là bị mập đó, thì ăn 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 quá mà ăn riết sao mà không mập cho được đó, kiểu vậy. Rồi xong rồi bắt đầu thì mới kiếm phim coi, chán quá không có làm gì nữa, xong rồi kiếm phim coi đó. Thì bây giờ là niềm vui mỗi ngày là được ăn ngon nè, ngủ ngon nè, có một bộ phim hay để coi nè. Xong rồi tầm tới 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều bắt đầu mát thì Trinh cũng xuống nhà Trinh tập thể dục. Nói chung là Trinh không có tập nặng gì hết trơn á bạn. Chị ơi em thấy chị mập ra hả? Ừ chị mập thiệt mà em. Thấy gì nữa là nguyên cái mặt rất là tròn nè, mọi người đang chọc Trinh là mặt sầu riêng chấm sữa kiểu vậy đó. Thì 10 ngày nay thì Trinh đều sinh hoạt kiểu như vậy đó, cứ 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều là sẽ xuống tập thể dục, tập 20-30 phút thôi, Trinh không có tập nặng gì hết á. Trinh chỉ tập gì cho cảm giác là mình ra mồ hôi, squat nè, hoặc là plank nè, hoặc là nhảy dây cho nó ra mồ hôi là được, tại vì Trinh thích cái cảm giác là mình người mình nó ra mồ hôi á, nhìn nó kiểu như nó fresh đó, kiểu vậy đó. Thì đó, rồi xong rồi cách 1-2 ngày rồi lại gọi điện về cho bảy tòng sáu phương, hỏi thăm tình hình sức khỏe, tình hình dịch bệnh ở dưới quê như thế nào, ba mẹ ổn, người thân ở dưới ổn là mình vui rồi, rồi xung quanh mình ở trên này thì bạn bè cũng ổn là mình vui đó. Thì Trinh hy vọng là mọi người cũng sẽ như Trinh, ví dụ như là Trinh cũng không biết nói làm sao là mọi người đừng có buồn, đừng có suy nghĩ tiêu cực này nọ. Muốn như vậy cũng 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 không muốn như vậy cũng không được, nhưng mà nếu mà lỡ có, tệ nhất là suy nghĩ tiêu cực á, và lỡ có thì cho bản thân mình thả lỏng bản thân mình khoảng 2-3 ngày thôi, buồn buồn chán gì đó thì cũng cỡ 2-3 ngày thôi, thì phải kiểu là kiếm một cái động lực gì đó để thúc đẩy bản thân mình, đừng có kiểu đó nữa. Chứ nếu như mà ù lì suốt thì mình cũng chả làm được gì mà cũng chả giải quyết được gì. Nhưng mà nhưng mà đây là tình hình chung, nên là nếu như các bạn có bị đi chăng nữa thì điều đó là cái điều bình thường, tại trong cái giãn cách hiện nay thì Trinh nghĩ là đây là cái tình hình chung, ai cũng đâm ra cái sự chán nản, rồi tệ nhất là tiêu cực giống như nãy Trinh nói á. Thì Trinh hy vọng là mọi người sẽ sớm vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực này, rồi sẽ kiếm một cái gì đó trong nhà làm, hoặc là suy nghĩ tích cực lên, rồi đó, mình suy nghĩ tích cực lên. Và Trinh nghĩ là điều mà Trinh coi một dòng story trên Instagram của các bạn thì hầu như là Trinh thấy là mọi người nghiêng về nấu ăn nhiều hơn. Cái phần giải trí nhà thì mọi người sẽ tập
tành nấu ăn nè, rồi mọi người tập thể dục. Ở trên thế là ai cũng có một cái khoảng thời gian chán nản rồi suy nghĩ tiêu cực, ít nhất cũng 5 đến 7 ngày. Tại vì trên thế chuyện này cũng bình thường thôi, tại vì giãn cách 2 tuần xong mà lại kéo dài thêm 2 tuần nữa, cái mình hy vọng hết 2 tuần này sẽ hết cái giãn cách thêm 2 tuần nữa, thì trên nghĩ cái tâm lý mà chán nản thì là tâm lý chung trong cái mấy cái tháng giãn cách vừa rồi. Thì đó, thì Trinh hy vọng là mọi người sẽ sớm vượt qua được những cái sự chán nản, những cái sự suy nghĩ tiêu cực đó. Rồi mình sẽ tập tành nấu ăn nè, rồi mình sẽ siêng chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Mình tận dụng cái thời gian rảnh rỗi này. Chị ơi, hôm nay chị chia sẻ gì? À, đợi mọi người vào đông xíu nữa thì Trinh sẽ chia sẻ luôn. Vấn đề đó rất là nghiêm túc. Nên là bây giờ mình đang tám đầu livestream cái đã. Còn gì muốn chia sẻ với mọi người nữa ta? Mọi người có thể tập nấu ăn nè, rồi tập thể dục nè, rồi chăm sóc da nè, rồi kiếm một bộ phim nào đó hay để xem, rồi mình thích học hỏi thêm cái gì đó về kiến thức thì mình vẫn học được. Đó, kiểu vậy. Rồi bây giờ mọi người vào đông rồi thì để Trinh chia sẻ luôn nha. Thời gian vừa qua thì Trinh nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn hỏi Trinh là làm sao để có thể là kinh doanh online, phân phối tất cả các sản phẩm của GHB. Thì trong cái livestream ngày hôm nay thì Trinh sẽ chia sẻ cũng như là giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay luôn nha. Trinh nghĩ là trong cái tình hình dịch hiện tại á, thì tất cả mọi người ai cũng đều gặp khó khăn cả. Ngay cả bản thân Trinh cũng vậy, và ngay cả công ty của Trinh cũng vậy. Công ty GHB gồm 200 cán bộ công nhân viên và hơn 1.000 đại lý kênh phân phối, thì tất cả mọi người đều đang có công việc chính và đang phải nuôi gia đình bằng cái công việc kinh doanh online. Thì bản thân của Trinh ngoài công việc kinh doanh online thì còn là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thì với cái tình hình hiện tại thì tất cả các công việc về nghệ thuật đều dừng lại, và ngay cả các công việc khác cũng vậy, đều phải dừng lại theo chỉ thị của nhà nước. Nhưng mà cái công việc kinh doanh online của Trinh thì vẫn phải tiếp tục, tại vì mọi người còn phải kiếm sống bằng cái nghề này nữa. Đó, thì Trinh nghĩ là những cái công việc kinh doanh online như thế này thì cần phải được tiếp tục duy trì để đem lại cái nguồn thu nhập cho tất cả mọi người trong công ty, tại vì họ vẫn phải có một công việc và một cái nguồn thu nhập ổn định nhất có thể để có thể lo cho gia đình của họ. Và nếu như mọi người có theo dõi fanpage của Trinh gần đây thì mọi người cũng có thấy là Trinh cũng đã có đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong các hoạt động cộng đồng trong cái chiến dịch dịch Covid vừa rồi. Thì để mà mình thì công ty của Trinh á vẫn phải hoạt động cái công việc kinh doanh online này thì mới có thêm được cái nguồn ngân sách để có thể mà mình muốn chia sẻ thêm, giúp đỡ thêm những hoạt động cộng đồng ở phía bên ngoài nữa. Thì kinh doanh của mình phải hoạt động tốt, ổn định cái đã. Đó, thì trước khi mình muốn quan tâm được những cái người bên ngoài xã hội, cộng đồng á, thì đầu tiên mình phải quan tâm và chỉnh chu được những cái người thân cận nhất của mình, những cái người thân thương nhất của mình, những cộng sự, những đối tác của mình. Đó, thì Trinh hy vọng là mọi người sẽ, tất cả các khách hàng của GHB sẽ luôn luôn ủng hộ những sản phẩm của GHB trong cái đợt dịch lần này. Nếu như mà mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với fanpage này của Trinh, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với fanpage GHB Commemoration của công ty. Thì ở nơi đó sẽ có, ngoài Trinh ra thì sẽ có nhiều cộng sự khác sẽ tư vấn và trả lời cho các bạn. Và trên cương vị là CEO của GHB thì Trinh chào đón tất cả các bạn muốn gia nhập GHB, muốn tham gia bán tất cả sản phẩm của GHB, muốn thay đổi được cái thu nhập của cá nhân của mình, hoặc là những bạn nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch lần này thì các bạn cứ trực tiếp nhắn tin vào fanpage này cho Trinh, hoặc là nhắn tin trực tiếp vào cái livestream này cũng được. Thì sau buổi livestream ngày hôm nay thì các cộng sự của Trinh sẽ vào trả lời các bạn nha.
Rồi bây giờ chúng ta đến với phần 2 của buổi live stream ngày hôm nay, đó chính là quyền lợi của các bạn sau khi gia nhập kênh phân phối của GHB. Quyền lợi thì nhiều lắm. Đầu tiên thì các bạn sẽ được hưởng chiết khấu, được thưởng rất là linh hoạt của công ty nè, thưởng theo doanh thu nhập hàng nè, thưởng thưởng quý, thưởng năm, nói chung là rất là nhiều loại thưởng. Còn tiếp theo là các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu luôn, đào tạo kỹ năng bán hàng, đào tạo chốt đơn rồi chốt sale đó, rồi đào tạo về marketing, đào tạo sâu về sản phẩm mà các bạn bán với các chuyên gia. Rồi tiếp theo nữa là các bạn được tham gia rất là nhiều sự kiện lớn của công ty, ngay cả trong nước và ngoài nước đó. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ được ký hợp đồng phân phối với công ty và sẽ được công ty bảo hộ về các vấn đề pháp lý, về các cái quy định chung của pháp luật Việt Nam. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ được hưởng những cái phúc lợi của công ty, giống như là mình sinh nhật hay là đau ốm gì đó. Đó. Tiếp theo nữa là về mặt truyền thông, quảng cáo sản phẩm thì Trinh rất là tự tin là công ty GHB luôn có những cái chiến lược truyền thông xuyên suốt và rất là rộng khắp cả trong và ngoài nước. Và Trinh cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn là có rất là nhiều bạn đến với GHB thì đã mua được nhà và mua được xe, ngay cả trong cái tình hình dịch đại dịch như thế này, mà cái tình hình kinh doanh của GHB cũng rất là ổn. Và đây là những câu chuyện người thật việc thật, thì Trinh sẽ lấy một cái số hình ảnh và một số bạn để chia sẻ với mọi người luôn nha. Đây, đây để Trinh kiếm lại cái đây các bạn, đây để Trinh đọc tên một số bạn nha. Đó, ví dụ như là đã mua xe ô tô từ năm 2021 đến nay nè, giám đốc khu vực miền Bắc Đòn Nga nè, giám đốc khu vực miền Bắc Nguyễn Huyền, giám đốc khu vực miền Bắc 1 Mai Hương, phó giám đốc khu vực Hà Nam, Hà Đông Bùi Thị Phương, phó giám đốc khu vực miền Bắc Lai Trần, tại vì nhiều quá Trinh không có nhớ được hết tên, và cũng có những cái link báo đây để Trinh mở cho mọi người xem. Đây là hình ảnh các bạn nhận xe nè. Đó, đây là hình ảnh các bạn nhận xe. Đó, Nguyễn Huyền nè. Thật ra thì những cái về tiêu biểu của công ty á, mọi người có thể lên cái fanpage của công ty để xem. Đây là fanpage chính thức của công ty đây, để Trinh mở cho mọi người coi. Đây. GHB Corporation. Mọi người thấy không ta? Đó. Đây là fanpage chính thức của công ty nha cả nhà. Và hôm nay Trinh cũng có nói qua về cái chương trình khuyến mãi nữa, một lát nữa Trinh sẽ nói luôn. Mà nếu như mọi người muốn biết thông tin rõ hơn về các chương trình khuyến mãi hoặc là những cái chi tiết về hơn về công ty á, mọi người có thể lên fanpage này để xem nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay, đó chính là chương trình khuyến mãi trong tháng 8 này. Trinh nghĩ là rất là nhiều bạn đang rất là nôn nóng và muốn xem là tháng 8 này GHB sẽ có những chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho các bạn như thế nào, đúng không? Trinh nghĩ là các bạn nên tập trung lắng nghe và có thể mua trong cái buổi live stream ngày hôm nay luôn nha. Về cái phần giá cả này á, thì Trinh không có nhớ rõ nên Trinh sẽ vào fanpage của công ty để xem. Và Trinh có để đây một số cái sản phẩm để cho mọi người, để cho những bạn nào mà chưa biết á, thì sẽ biết rõ hơn luôn. Đây, đầu tiên thì chương trình này sẽ áp dụng vào chương trình sẽ áp dụng vào tất cả khách hàng mua sản phẩm của GHB vào ngày 6 tháng 8 cho tới ngày 31 tháng 8 2021 nha cả nhà. Cả nhà lưu ý nha, đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng nè, thì đầu tiên sẽ là em Diamond White này. Đó, em này thì Trinh nghĩ là rất là quen thuộc với các bạn rồi. Em này tác dụng chính của nó là làm trắng da từ bên trong, trắng sáng, rồi mềm mịn da và có chống nắng nội sinh luôn. Đó thì em này quá quen thuộc và quá nổi tiếng rồi, coi như là số 1 của GHB rồi đó. Chương trình khuyến mãi tháng 8 lần này thì sẽ mua 3 em Diamond White này với tổng giá trị là 4.140.000. Thì các bạn, Trinh nói rõ nha, thì Trinh nói thật là chậm, thì các bạn sẽ được tặng hai sữa ong chúa này trị giá là 1.380.000
Đó, mọi người nắm rõ chưa? À, chương trình khuyến mãi của tháng 8 lần này là khi các bạn mua 3 sản phẩm Diamond White thì các bạn sẽ được tặng 2 sản phẩm sữa ông chúa John. Đó, đây là chương trình khuyến mãi tháng 8 của hai em này nha. Mua 3 em Diamond White trị giá là 4.140.000 thì các bạn sẽ được tặng 2 hộp sữa ông chúa trị giá là 1.380.000. Đó, đây là cái chương trình khuyến mãi của hai em này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến em Mỹ Nhân Hoàng Cung. Em này thì Trinh dùng để uống mỗi sáng nè. Đó, mỗi sáng là kiểu điều pha cái em này cho Trinh uống. Tác dụng chính của em này là điều trị làm mờ nám tàn nhang và ngăn ngừa các cái sự hình thành của sắc tố melanin. Đó, ngăn ngừa nám quay trở lại. Đó, cái này là cũng trẻ hóa da luôn ấy nha mọi người. Đó, thì khi mà mọi người mua thì mọi người mua 2 set Mỹ Nhân Hoàng Cung trị giá là 3.180.000 thì các bạn sẽ được tặng một lọ Mỹ Nhân Hoàng Cung 890.000 loại 470g hoặc là tặng 2 lọ Mỹ Nhân Hoàng Cung loại 235g với giá là 980.000. Đó, nếu như mà mọi người muốn biết rõ thông tin hơn thì mọi người có thể lên fanpage của GHB Corporation để mọi người biết rõ hơn nha. Tại ở đây thì Trinh chỉ có những cái tiêu biểu để cho mọi người xem vậy thôi đó. Nên là mọi người muốn nắm rõ cái chương trình khuyến mãi thì mọi người có thể lên fanpage nha cả nhà. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó chính là Cao Detox thanh nhiệt giải độc. Tác dụng chính của em này thì giống như tên của nó luôn, nó giúp detox cho cơ thể của mình nè, làm cho cơ thể của mình mát, rồi giải được những cái chất độc tố độc hại trong cơ thể của mình ra, thanh nhiệt. Và bạn nào mà bị mụn và bị mụn ngứa, mụn nhọt đồ đó, đó thì cũng sẽ giảm nha. Rồi giá của em này là 890.000 hũ 100g và một set 2 hũ của em này thì mình sẽ được giảm tiết kiệm được 400.000. Giá của một set 2 hũ chính là 1.380.000. Đó, chương trình khuyến mãi là gì? Chương trình khuyến mãi của em này là mua một set 1.380.000 thì các bạn sẽ được tặng một bình nước. Đó, muốn biết bình nước đó làm sao thì mọi người lên fanpage xem nha. Hoặc là mọi người có thể mua 2 set Cao Detox thì với giá là 2.760.000 thì các bạn sẽ được tặng một lọ 100g. Một lọ 100g giống vậy nè. Vậy là coi như là 100g và 2 bình và 2 bình nước. Ồ, vậy là mình mua 2 set mình sẽ được lợi rất là nhiều á các bạn. Nên là Trinh nghĩ là nên mua 2 set, coi như là mua 2 tặng 1 rồi còn được tặng rồi còn được tặng 2 bình nước nữa. Đó thì Trinh nghĩ là mua 2 set sẽ tiện hơn nha. Đó, tất cả những cái sản phẩm vừa rồi Trinh vừa giới thiệu với các bạn là đều là những cái sản phẩm Trinh dùng để uống hàng ngày để duy trì được cái sức khỏe cũng như là làn da của mình giống như hiện tại. Tiếp theo thì chúng ta đến với những cái sản phẩm skincare nha. Đầu tiên thì giới thiệu hai em này đi. Đó, chị Hari Won đang làm gương mặt thương hiệu cho cái này nè. Đó, bộ đôi kem ngày và kem đêm bua nha. Thì để Trinh coi mãi là cái gì đây. Mua một bộ combo kem bua ngày và đêm với giá là 4.080.000 thì các bạn sẽ được tặng gel rửa mặt tế bào gốc bua nè, hoặc là một gel thay da thảo mộc. Đó, sản phẩm này là Trinh cũng có đang dùng luôn nha cả nhà nha, ban ngày và ban đêm. Rồi tiếp theo là chúng ta đến với tinh chất keo ong. Đây, tinh chất keo ong, Trinh nghĩ là ai là khách hàng thân thuộc của nguyên bộ sản phẩm skincare này thì mọi người biết rồi. Thì Trinh đang giới thiệu cho những bạn chưa biết ha, và đang tận dụng cái khuyến mãi lần này để có thể mua được nhiều sản phẩm với giá tiết kiệm hơn nha. Một set tinh chất keo ong này với giá là 3.990.000 thì các bạn sẽ được tặng một máy điện di. Máy điện di này là để đi tinh chất keo ong này các bạn. Đó, các bạn sẽ được tặng cái máy này nha. Và khi mà các bạn mua 3 set
3 set này á, các bạn mua 3 set này với giá là 11.970.000 thì các bạn sẽ được tặng một set siêu tinh chất dưỡng da keo ong. À, khi mua 3 set thì các bạn sẽ được tặng một set. Rồi. Rồi tiếp theo là set mặt nạ bua nha cả nhà. Đây set mặt nạ bua đây. Đây Trinh cũng dùng em này luôn. Đó, nguyên bộ skincare Trinh dùng hết. Khi mà mua nguyên set mặt nạ này với trị giá là 3.290.000 thì các bạn sẽ được tặng một treo rửa mặt tế bào gốc bua. Đó. Xong. Còn tiếp theo là khi mà các bạn mua nước thần xịt khoáng đây. Đây nước xịt của bua đây. Nước thần bua và xịt khoáng tươi bua với giá là 2.180.000 thì các bạn sẽ được tặng một sữa chống nắng bua. Đó đây. Thôi nói chung là nguyên combo này đó. Đây là thấy chết. Rồi. Đây, khi các bạn mua cặp đôi này thì các bạn sẽ được tặng một sữa chống nắng của bua đó. Các bạn ơi, Trinh nghĩ là các bạn nên lên fanpage của công ty để nắm rõ hơn, chứ nhiều khi Trinh nói các bạn không nắm rõ bằng lên đó coi nha. Đối với các sản phẩm dưỡng da khác mà Trinh đã từng dùng á, thì thật sự mà nói là nó dịu nhẹ và nó mang tính chất là duy trì làn da thôi. Nhưng mà đối với các sản phẩm skincare của thương hiệu bua á, thì nó có tính chất là điều trị, giống như là mình đi spa vậy đó. Thì các bạn sẽ được thấy rõ hơn, các bạn sẽ thấy được làn da của mình thay đổi một cách rõ rệt hơn. Giống như là các bạn xài cái em bua này đi nè, xài cái tinh chất em bua này nè, là sau khoảng từ 5 đến 7 ngày là các bạn sẽ thấy được sự thay đổi trên làn da của mình một cách rõ rệt hơn, một cách rõ rệt nhất. Rồi, tiếp theo sẽ đến với một bộ sản phẩm cho làn da body của mình. Đó là bộ sản phẩm làm trắng SK8. Đây. Trinh nghĩ là Trinh không cần phải nói quá nhiều về bộ sản phẩm này nữa. Đây cũng là một trong những sản phẩm mà công ty GHB trong 2 năm vừa qua cũng rất là ít quảng cáo về em này. Tại vì em này đã được bán hơn 300.000 bộ rồi. Đó, thì đủ biết là độ hot của em này như thế nào rồi. Thì em này trong chương trình tháng 8 này được chương trình khuyến mãi như thế nào để Trinh xem nha. Khi mua một combo tắm trắng SK8 4 chai trị giá là 2.990.000 thì các bạn sẽ được tặng một combo. À, mua nguyên combo này là các bạn sẽ coi như là mua một tặng một. Đó, còn mua một combo tắm trắng SK8 3 chai để chết kem body, kem ngày nêm. Cái này mọi người lên trên kia đọc sẽ rõ hơn. Đó, nói chung là chương trình khuyến mãi lần này là hầu như là chưa có em này, hầu như là chưa có chương trình khuyến mãi nhiều như vậy, coi như là mua một tặng một đó cả nhà. Nên là bạn nào muốn sở hữu cho mình một làn da trắng thì tranh thủ cái thời gian nghỉ dịch này, mình ở trong nhà không mà mình không có đi ra đường, thì tranh thủ dưỡng da mình với bộ sản phẩm này nha. Xong, đó là tất cả những cái sản phẩm của GHB cũng như là thương hiệu bua. Thì trong cái chương trình khuyến mãi tháng 8 lần này Trinh thấy là siêu khổng lồ luôn á. Trinh nghĩ là các bạn nên tranh thủ lúc này để mà chăm sóc, để mua các sản phẩm này để chăm sóc cho làn da cũng như là sức khỏe của mình nha. Rồi, bây giờ điều cuối cùng thì Trinh muốn dành lời khuyên cho tất cả các bạn là nên mua tất cả sản phẩm của GHB chính hãng, từ công ty hoặc là từ các kênh đại lý phân phối độc quyền của GHB. Đó, thì Trinh thấy là cái vấn đề này thì Trinh cũng đã nói và nhắc rất là nhiều lần trong tất cả các buổi live stream của mình. Vì sao các bạn nên mua hàng chính hãng? Nó có nhiều cái lợi ích cho các bạn lắm. Các bạn được đảm bảo quyền lợi nè, các bạn không có mua phải hàng nhái nè, rồi hàng kém chất lượng, rồi được đảm bảo nè, được đầy đủ tem nè, rồi được rõ nguồn gốc xuất xứ nè, rồi tới ngày, tới tháng sinh nhật của các bạn hay là dịp lễ Tết gì đó thì các bạn 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì các bạn đều được tặng quà nè. Rồi nói chung là được hưởng rất là nhiều chương trình ưu đãi của công ty GHB dành cho khách hàng của mình.
và đặc biệt là tuyệt đối không được mua hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng, hàng dưới giá niêm yết. Tóm lại là hãy là một người tiêu dùng thông minh, mua hàng chính hãng, đúng giá, và đừng có ham rẻ mà vừa mất tiền, vừa không đẹp, mà vừa rước thêm những cái nguy cơ tổn hại về sức khỏe cho bản thân mình nữa. Đó, đó là những gì mà Trinh muốn chia sẻ và với mọi người, cũng như là những cái lời khuyên, cũng như là những cái nhắc nhở dành cho mọi người. Không biết là có bạn nào dành câu hỏi cho Trinh nữa không ta? Nếu như mà bạn nào muốn tham gia bán tất cả các cái sản phẩm, tham gia kinh doanh online, tham gia vào GHB, bán tất cả các sản phẩm của GHB, thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp vào fanpage này của Trinh, hoặc là fanpage của công ty, hoặc là trực tiếp vào cái livestream ngày hôm nay, thì Trinh sẽ thì các cộng sự của Trinh sẽ trả lời một cách nhanh nhất cho các bạn nha. Đó, coi như là buổi livestream ngày hôm nay Trinh đã chia sẻ xong những cái vấn đề mà Trinh muốn chia sẻ rồi. Không biết là còn câu hỏi nào không dành cho mình không? Không thì Trinh out livestream đó nha. Gì ta? Trinh nghĩ là tình hình dịch này thì chắc có thể là sẽ giãn cách cho đến đầu tháng 9, hoặc là tới giữa tháng 9 thì mới hết. Cuối buổi livestream rồi thì Trinh xin chúc cho mọi người sẽ có một sức khỏe cũng như là tinh thần thật là tốt để chúng ta cùng vượt qua mùa đại dịch lần này nha. Và Trinh hy vọng là sau buổi livestream ngày hôm nay, Trinh sẽ nhận được nhiều tin nhắn của tất cả các bạn muốn tham gia vào hệ thống kênh phân phối của GHB nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.